Xin chào cả nhà, bên em vừa về tiếp được một cái chiếc máy lọc không khí Panasonic FVC7000K. Con này thì em vừa dọn dẹp xong nhé, lên sóng phục vụ luôn các bác này. Con máy màu trắng rất đẹp, mặt gương sáng bóng. Hình thức thì khỏi phải chê luôn, cực đẹp. Cái con máy này thì tất cả các bác nhìn hình thức này, bên em nó toàn bộ là nguyên bản nhé. Con này không có đánh bóng, không làm ráp tiếp bất kể cái gì luôn. Đấy, chỉ vệ sinh lau chùi bằng cana thôi, rất là sạch, mới đẹp. Chứ là các bác dùng lâu những cái con máy như thế này thì hình thức của nó cũng không bị đổi màu đâu, vì nó là nguyên bản mà, nguyên bản nhựa, không làm gì cả. Hình thức mặt mũi rất là đẹp này. VC70K, công nghệ nano y khử khuẩn của Panasonic, mắt cảm biến phát hiện người. Đấy, các bác nào mà chưa mua lọc khí bao giờ thì các bác nếu mà mua Panasonic nhé, các bác muốn biết là cái máy mình mua nó có phải là cao cấp nhất hay không thì mình nhìn qua cái mắt này. Cứ con nào có cái mắt cảm biến đen này thì đấy nó là cao cấp nhất tại cái năm nó sản xuất. Vì một năm sản xuất thì nó có rất là nhiều model các bác. Đấy. Các bác không biết thì các bác sẽ phải mua phải những cái model nó thấp cấp. Ví dụ như là một con xe máy SH thì gọi là giới xe ga bình dân của Việt Nam mình đấy. Thì nó là đứng đầu rồi, nhưng mà lại có những xe Way rồi Jim rồi là các thể loại lại thì cái con này nó là ví như là một cái con xe SH đấy các bác nhé, cao cấp nhất, thì rất là đẹp này. Đấy. Hình thức rất là mới. Đấy. Trên bảng điều khiển các bác nhìn rất là long lanh nhé. Tất cả các chức năng thì em đã test hết rồi, nói chung là cũng không phải test nhiều cái tính năng làm gì nữa. Máy thì đầu bên áp điện 220V rồi nhé. Đấy. Thông số tem mát ở đường sau đây thì các bác xem này. Đấy. Con này thì sản xuất 2015. Series máy đuôi của nó là 6536 nhé. 66W mình dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại. Đấy. Hình thức rất đẹp, miễn chê luôn. Lọc khí khử mùi khử khuẩn. Con này thì màng HEPA zin của nó vẫn còn nguyên, còn rất đẹp này, em để lại. Đấy. Tuy nhiên bác nào không thích màng zin thì báo em vẫn thay màng mới, và giá thì em vẫn để nguyên giá cũ nhé, là 3 triệu. Đấy, màng HEPA zin còn khá đẹp luôn, màng than rất là dày nhé. Đấy. Còn bác nào mua mà không báo gì thì em bán mặc định nó là đi theo cái màng zin này. Bây giờ em sẽ lấy cái test bụi mịn 2.5 PM. Các bác thử luôn. Hiện tại chất lượng không khí ở huyện Đông Anh này, ngoại thành Hà Nội vẫn đang ở ngưỡng xanh 40. Bao giờ trên 75 thì nó mới là ngưỡng đỏ. Cam thì là ô nhiễm, còn ngưỡng này thì vẫn là ok nhé. Cho vào máy xem cái chất lượng đầu ra của nó này các bác này. Đấy, mình xem kiểm tra chất lượng đầu ra không khí nhé. Càng số nhỏ thì nó càng tốt thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Chất lượng không khí đầu ra sau khi mà lọc qua cái bộ màng HEPA này rồi thì nó sẽ ra cái đầu không khí ở đây. Đấy, ra chất lượng không khí rất là tốt. Đấy. Em bán 3 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Bác nào muốn con máy đẹp thì các bác alo nhé. Máy lọc khí buồng, khử mùi, khử khuẩn, rất tốt cho sức khỏe người già và trẻ em. Các bác có bệnh về đường hô hấp, mời các bác. Các bác có thể liên hệ qua số điện thoại này nhé. Kênh YouTube Giang Hữu Hoàng, mà các bác nhắn Zalo điện thoại alo em đều nghe hết. Đấy. Chào cả nhà.